sinh ra là hậu duệ của một trong những thứ vũ khí chết chóc bậc nhất lịch sử. Gánh trên vai sứ mệnh giữ vững niềm tin chiến thắng trong mọi chiến binh, ngay cả trong những thời khắc hiểm nghèo nhất, miễn là anh ta còn giữ chắc tay súng. Vì chủ nhân, chúng sẵn sàng lao vào những chiến trường khốc liệt nhất, từ rừng rậm nhiệt đới ẩm ướt, sa mạc Sahara nóng bỏng, đến vùng Bắc Cực lạnh giá. Vâng, chúng tôi đang nói về những dòng súng trường tấn công hiện đại đến từ Kalashnikov. Nhưng trong vô vàn biến thể được coi là kẻ kế thừa huyền thoại AK-47, đâu là cái tên triển vọng nhất có thể lại một lần nữa làm thay đổi bộ mặt chiến tranh trên toàn thế giới? Hãy cùng kiến thức quân sự đi tìm câu trả lời qua 5 dòng súng AK hiện đại nhất ngay trong video này. Đầu tiên và không thể không nhắc đến, đó chính là mẫu súng trường tấn công Gatling Ace. Cái tên đã quá quen thuộc đối với các bạn thường xuyên theo dõi tình hình mua sắm vũ khí của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Là loại vũ khí có tiểu sử tương đối cồng kềnh. Súng trường tấn công Gatling Ace là biến thể của EAE Gatling, có xuất xứ từ Israel, nhưng lại được chế tạo dựa trên mẫu Vanmet M62 của Phần Lan, là phiên bản cải tiến từ dòng AK-47 của Nga dựa trên giấy phép do Ba Lan cung cấp. Nhưng không chỉ riêng Việt Nam và Israel, Gatling Ace còn là vũ khí ưa chuộng của nhiều quốc gia trên thế giới, từ Ấn Độ, Lào, Ukraine đến những quốc gia vốn không hề quen dùng các thiết kế vũ khí hệ Nga Xô như Hàn Quốc và Singapore. Sở dĩ loại vũ khí này được ưa chuộng rộng rãi như vậy, chủ yếu là bởi mẫu súng hoàn toàn đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới hiện nay. Khác với các phiên bản súng trường tấn công cổ lũ sĩ vốn chỉ sử dụng gỗ và thép làm vật liệu chính, mẫu Gatling Ace lại sử dụng vật liệu polymer vào chế tạo báng và ốp bọc nòng cầm tay, giúp trọng lượng của súng chỉ từ 3,4kg đổ xuống tùy từng phiên bản. Vì là loại vũ khí được Israel sản xuất nhằm phục vụ cho cả mục đích xuất khẩu, Gatling Ace có đủ phiên bản sử dụng các loại đạn phổ biến bao gồm 5,56 ly và 7,62 ly của NATO và 7,62 ly của Nga. Để so sánh, dòng súng trường tấn công AK-47 truyền thống có trọng lượng tới 4,3kg, chiều dài 870mm, tốc độ bắn liên thanh 600 viên trên phút, tầm bắn hiệu quả là 350m cùng sơ tốc đầu nòng 715m/giây. Phiên bản Gatling Ace 32 được sản xuất tại Việt Nam dưới định danh STV-215 cũng sử dụng chung cỡ đạn 7,62 x 39 ly nhưng chỉ dài 815mm. Có tốc độ bắn tới 650 viên mỗi phút, tầm bắn hiệu quả đạt 500m, cùng sơ tốc đầu nòng là 680m/giây, quá vượt trội so với AK-47. Trong khi đó, dòng súng có xuất xứ từ Israel cũng không hề kém cạnh AK-47 trong khoản nồi đồng quấy đá, được hầu hết các bên sử dụng nhận xét là có độ bền cực cao, dễ chế tạo và bảo trì, có khả năng hoạt động hiệu quả ngay cả trong môi trường bụi bẩn, bùn đất. Như trên màn hình là một thanh niên đang vùi một khẩu Gatling Ace vào lớp bùn đất đặc quánh. Đây cũng là tình huống hết sức quen thuộc, nhất là đối với những binh sĩ phải tác chiến trong những môi trường rừng rậm nhiệt đới, bùn lầy, khi họ phải thường xuyên thực hiện các động tác trườn, bò áp sát mặt đất trước khi di chuyển đến vị trí thích hợp để tấn công mục tiêu. Kết quả là chỉ sau một vài động tác cơ bản để hất từng tảng đất đặc quánh khỏi súng, khẩu Gatling Ace ngay lập tức đã có thể hoạt động bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Một minh chứng rõ ràng cho sức bền bỉ của loại vũ khí này trước cả những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Là một trong những mẫu súng bộ binh hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay, các biến thể của Gatling Ace cũng được trang bị Ray Picatinny trên thân súng để gắn các phụ kiện cần thiết như kính ngắm quang học, kính ngắm điểm đỏ, đèn pin chiếu sáng hay đèn laser chỉ thị mục tiêu, tùy theo nhiệm vụ của từng người lính. Súng cũng được lắp loại báng gấp để người lính gọn nhẹ hơn khi di chuyển. Ngoài ra, các phiên bản Gatling Ace có thể sử dụng nhiều dạng hộp tiếp đạn khác nhau, bên cạnh loại 30 viên tiêu chuẩn, tương tự như AK-47. Còn ngay trước mắt các bạn lúc này đang là một quý cô xinh đẹp đã sử dụng súng Gatling Ace có gắn loại hộp tiếp đạn hình trụ. Thường có thể chứa hơn 50 viên đạn, cho phép người lính có thể chiến đấu liên tục mà không phải tái nạp đạn trong thời gian dài. Dù có thể khắc phục các hạn chế và số lượng đạn mang sẵn, nhưng kể cả khi người lính lắp một hay thậm chí là hai băng đạn trụ lên khẩu Gatling Ace, thì đây vẫn là một khẩu súng trường tấn công thông thường. Tức là nó không thể sử dụng để yểm trợ hoặc chế áp bộ binh hiệu quả ngay trên chiến trường như dòng súng máy RPK-16.
được phát triển nhằm thay thế cho RBK-74 đã bắt đầu trở nên lạc hậu, lỗi thời đối với một đội quân thuộc hàng mạnh nhất thế giới của Nga. RBK-16 mới được Nga giới thiệu trong triển lãm quốc phòng Army 2016 diễn ra tại ngoại ô Moscow. Khẩu trung liên mới được thiết kế với hệ thống trích khí dài kiểu truyền thống, nòng tháo lắp được. Ngoài ra, súng cũng được thiết kế thêm rãnh Picatinny để lắp các kính ngắm quang học trên thân súng. Một tay cầm tiện lợi và thiết kế bảng gấp giúp tăng tính cơ động cho súng. Là loại súng kế thừa RBK-74 được trang bị trong quân đội Liên Xô từ những năm 1970. RBK-16 cũng sử dụng loại đạn 5,45 x 39 ly thay vì quay trở lại với cỡ 7,62 x 39 ly truyền thống, vẫn được tin dùng tại rất nhiều quốc gia hiện nay. Điều này được lý giải là vì việc sử dụng cỡ nòng 5,45 x 39 ly sẽ giúp trọng lượng súng trở nên nhẹ nhàng hơn, có tốc độ bắn cũng như độ chính xác cao hơn và giúp cho xạ thủ mang được số lượng đạn lớn. Được biết, khi phát triển mẫu súng RBK-16, người Nga đã dựa trên các kinh nghiệm đúc kết được từ chính kinh nghiệm của một trong những nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới, kết hợp quan sát những cuộc xung đột lớn trên khắp thế giới trong thời gian gần đây. Thực tế đã cho thấy, trong thời buổi các cuộc chiến đô thị ngày càng trở nên phổ biến, một mẫu súng gọn nhẹ, bền bỉ, có khả năng tùy biến cao sẽ ngày càng được ưa chuộng rộng rãi, giúp người lính tác chiến hiệu quả trên hầu hết các dạng chiến trường, từ ruộng đồng bát ngát đến những góc phố chật hẹp. Chính vì vậy, những khẩu RPK-16 được ra đời với thiết kế mở, cho phép người dùng có thể hoán đổi các nòng cho nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Theo đó, súng sẽ có chiều dài từ 1020mm khi sử dụng loại nòng dài và khoảng hơn 840mm khi sử dụng nòng ngắn, gọn gàng hơn rất nhiều so với chiều dài tới 1060mm của RPK-7. Thậm chí, khi sử dụng loại nòng ngắn, mẫu trung liên này còn ngắn hơn cả loại súng trường tấn công M16A1 được lính Mỹ sử dụng phổ biến trong cuộc chiến tranh với Việt Nam. Để có thể tận dụng tốt hơn tầm bắn hiệu quả tới 600m cùng tốc độ xả đạn 700 phát trên phút của RPK-16, cũng như là để bắt kịp với xu hướng chung của thế giới, dòng súng mới này cũng được người Nga thiết kế thêm thanh dây Picatinny, cho phép xạ thủ lắp được nhiều loại ống ngắm khác nhau tùy thuộc vào đặc thù của từng loại nhiệm vụ. Nhờ có trọng lượng chỉ 4,5 kg, gần như là tương đương với AK-47, mẫu súng máy hạng nhẹ của người Nga cũng vô tình có thêm tính năng tự hạ mình thành súng trường tấn công trong những trường hợp phải cơ động nhanh, đột phá vòng ngoài chỉ bằng việc sử dụng loại băng đạn 30 đến 45 viên của AK-74 và AK-12. Nhưng dù sao, RPK-16 vẫn là loại súng máy hạng nhẹ và thường sử dụng kèm băng đạn 69 viên, rất phù hợp để yểm trợ bộ binh xung phong hoặc áp chế hỏa lực đối phương. Thế nhưng như vậy cũng không thể khẳng định rằng RPK-16 là mẫu súng máy hạng nhẹ hoàn hảo nhất hiện nay. Qua kiểm nghiệm thực tế, loại súng máy này cũng bộc lộ nhiều khuyết điểm, dẫn đến yêu cầu phải nâng cấp triệt để hơn nữa. Nghiêm trọng nhất trong số đó phải kể đến, đó là việc nòng súng bị nóng lên quá nhanh khi sử dụng chế độ bắn liên thanh, làm ảnh hưởng đến độ chính xác, thậm chí là có thể gây nổ đạn do bùng đạn quá nhiệt. Bất chấp việc RPK-16 là một mẫu súng trung liên và nhiệm vụ chính của nó là tiêu hao sinh lực địch ở chế độ bắn liên thanh. Nhưng thực ra, cũng như thế hệ RPK-74 tiền nhiệm vốn chỉ là dòng súng máy hạng nhẹ được chế tạo dựa trên AK-74, trung liên RPK-16 cũng được phát triển dựa trên các thiết kế hiện đại của súng trường tấn công AK-12. Đây cũng được cho là ứng cử viên sáng giá nhất, sẵn sàng thay thế vai trò của các thế hệ AK tiền nhiệm trong quân đội Nga. Có thể bạn chưa biết, một khẩu súng AK-47 có thể được sử dụng lên đến hàng chục năm, ngoài việc do được bảo quản tốt ra, còn là bởi rất ít trường hợp người ta phải bắn liên tiếp hàng trăm viên đạn một lúc. Thật vậy, nếu xạ thủ bắn liên tiếp nhiều băng đạn, khẩu súng sẽ không kịp nguội, dẫn đến hiện tượng nòng súng quá nhiệt và bị nung đỏ. Hậu quả của hiện tượng này là vũ khí sẽ bị giảm độ bền và độ chính xác khi viên đạn không thể đạt được vận tốc như bình thường lúc khai hỏa. Đây thực sự là một tình huống hết sức nguy hiểm, vì ngoài việc khiến cho vũ khí sẽ bị giảm độ bền và độ chính xác, nòng súng biến dạng có thể phát nổ trong tay người sử dụng. Chính vì vậy, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt ra yêu cầu về các mẫu súng mới sản xuất của nước này phải chịu được tới 180 phát đạn. Và ngay trước mắt các bạn, chính là bài thử nghiệm súng AK-12 của nhà sản xuất Kalashnikov.
Trong đoạn video, chuyên gia đã thực hiện khai hỏa khẩu AK-12 ở chế độ liên thanh cho đến khi hết đạn và nhanh chóng thay băng đạn tiếp theo để tiếp tục bắn. Kết quả là phải đến khi bắn viên đạn 680, khẩu súng đáng thương này mới bị bốc cháy và không thể hoạt động thêm được. Vì vậy, trong các điều kiện chiến đấu thực tế, ngay cả khi xạ thủ lắp băng đạn 100 viên để sử dụng như một trung liên thông thường, mà không phải quá lo lắng đến tình huống súng sẽ bị hỏng hóc sau trận chiến. Nhưng nếu chỉ có sức chịu đựng nồi đồng cối đá, Bộ Quốc phòng Nga chắc chắn cũng chẳng việc gì phải đặt mua và lập tức trang bị cho các đơn vị chiến đấu quan trọng thuộc quân khu phía Nam, khu vực Volgograd. Thật vậy, ngoài có độ bền đáng kinh ngạc, AK-12 còn có lợi thế vượt trội so với các thế hệ tiền nhiệm nhờ được thiết kế theo kiểu nòng treo, tương tự một số dòng súng bắn tỉa như SVLK-14S. Đây được cho là nhằm hạn chế độ rung của súng khi bắn chuyên vào nòng súng, kết hợp với loại đạn cỡ 5,45x39mm giúp xạ thủ bắn chuẩn xác hơn. Không chỉ có vậy, các bộ phận còn lại của AK-12 cũng gần như được cải tiến toàn diện, bất chấp ngoại hình còn nhiều tương đồng với các mẫu AK truyền thống. Trong đó không thể không nhắc đến việc sử dụng loại vật liệu polymer, khiến trọng lượng súng chỉ ở mức 3,3kg, nhưng vẫn đạt vận tốc bắn tới 700 viên trên phút, nhanh hơn cả Galinese. Bên cạnh đó, sơ tốc đầu nòng trên súng cũng đạt 900m/giây, đủ sức gây sát thương nghiêm trọng với ngay cả những binh lính được trang bị áo giáp. Để mở rộng nhiều nhất có thể khả năng lắp thêm phụ kiện, AK-12 không chỉ sở hữu đường dây Picatinny tương tự các dòng súng khác, mà ngay cả phần đầu nòng cũng được cải tiến để lắp thêm các phụ kiện như ống giảm thanh hoặc giảm giật, tùy thuộc vào nhiệm vụ của từng xạ thủ. Được biết, ngay sau khi được thử nghiệm thành công và bắt đầu được sản xuất hàng loạt, người Nga cũng tiến hành đi chào hàng loại súng AK-12 đối với các bạn hàng truyền thống ở Nam Mỹ, Châu Phi hay Châu Á. Nhưng không phải dòng súng nào đến từ tập đoàn Kalashnikov cũng có được những thành công vang dội. Ngay như mẫu AK-107 mới được ra mắt gần đây, thậm chí còn bị chính quân đội Nga hát hủi. Thật vậy, dù AK-107 mới được tập đoàn Kalashnikov giới thiệu từ đầu năm 2010 với tư cách là một mẫu súng có thể xóa bỏ vĩnh viễn mọi định kiến về độ giật trên vũ khí Nga. Để làm được điều này, súng sẽ được trang bị thêm hệ thống cân bằng nhằm triệt tiêu sức giật khi bắn. Cấu trúc này gồm hai piston di chuyển ngược chiều nhau nhờ luồng khí tạo ra từ thuốc súng, tạo xung lực ngược chiều triệt tiêu lẫn nhau và giảm bớt độ giật khi bắn. Thiết kế này hoàn hảo đến mức, theo Vadim Kozyulin, một giảng viên Học viện Khoa học Quân sự Nga, thì hệ thống cân bằng tự động tăng độ chính xác của AK-107 lên 20% so với mẫu AK-74M tiêu chuẩn. Đây là yếu tố quan trọng khi cho phép những người lính bắn chính xác hơn ở những tư thế không ổn định. Về mặt thông số, AK-107 dù không vượt trội nhưng cũng không hề thua kém quá xa so với bất kỳ đối thủ nào khi có tốc độ bắn là 850 viên trên phút. Sơ tốc đầu đạn 900m/giây cùng tầm bắn hiệu quả 500m trong một trọng lượng 3,8kg. So với các mẫu AK truyền thống, dòng súng này còn có thêm chế độ điểm xạ 3-1 độc đáo. Dù thoạt nhìn, AK-107 đã hội tụ gần như tất cả các yếu tố để làm nên một mẫu súng trường tấn công hoàn hảo. Từ độ giật siêu thấp, chế độ điểm xạ 3 viên đến tốc độ cao, sức sát thương cực mạnh. Tuy nhiên, đối với người Nga, trước khi bất kỳ mẫu súng nào được đưa vào sử dụng, nó đều phải qua bài kiểm tra nghiêm ngặt về độ bền, vốn được áp dụng từ những năm 1950. Tiến trình thử nghiệm bao gồm bài bắn trong điều kiện phức tạp, trong xương dưới 0 độ C hoặc trong mưa, thậm chí là đánh giá khả năng xảy ra sự cố ngẫu nhiên khi vũ khí quá nóng cùng nhiều yêu cầu khác. Qua đó, cơ chế cân bằng tự động của AK-107 bị đánh giá là quá nhạy cảm. Trong khi đối với quân đội Nga, độ tin cậy và khả năng hoạt động trong mọi điều kiện của vũ khí là yếu tố hàng đầu, nên AK-107 hiển nhiên không vượt qua các thử nghiệm khác nhau này. Đó chắc chắn cũng không phải là những lo lắng thừa thãi, bởi kinh nghiệm tác chiến ở hầu hết các chiến trường hiện đại cũng cho thấy các tình huống tồi tệ khi khẩu súng trong tay người lính đột nhiên lăn ra hỏng ngay trên chiến trường. Điển hình như tại mặt trận ở Việt Nam, mẫu súng M16A1 với loạt thành tích tệ hại do liên tục bị kẹt đạn đã gây không ít khó khăn cho lính Mỹ, bất chấp độ chính xác của loại súng này cao hơn rất nhiều so với huyền thoại AK-47. Hoặc gần đây nhất vào năm 2015, Bộ Quốc phòng Đức đã phải công bố tới 372 trang nghiên cứu cho thấy những lỗi kỹ thuật nghiêm trọng trên dòng súng trường tấn công G-36, khiến quân đội nước này gặp bất lợi trong các tình huống tác chiến ở Afghanistan. Theo đó, nòng súng dễ bị nóng khi bắn liên tục,
dễ bị ảnh hưởng do thay đổi nhiệt độ môi trường và hiệu suất bắn chính xác giảm chỉ sau vài phát đạn. Thậm chí việc di chuyển từ nơi khô ráo đến nơi ẩm ướt cũng làm phát sinh nhiều vấn đề trên G36. Điều này gây ảnh hưởng đến độ chính xác của súng, khiến mẫu súng này khó bắn chính xác vào các mục tiêu trong phạm vi 100m và kém hiệu quả trong bán kính tác chiến 200m. Điều đó cũng cho thấy trên chiến trường thực tế chưa bao giờ xuất hiện vị trí dành riêng cho sự mỏng manh, yếu đuối, khó chiều chuộng, bất kể là con người hay vũ khí. Như đối với nhà sản xuất Kalashnikov lừng danh, bên cạnh AK-107, họ còn là nơi khai sinh ra dòng súng khác cũng thất bại không kém, mang tên AN-94. Được trình làng từ năm 1993, AN-94 được phát triển nhằm tạo nên mẫu súng trường tiến công hiệu quả hơn AK-74 đang được sử dụng rộng rãi trong quân đội Nga. Ngay từ khi được đưa vào sử dụng, AN-94 đã gây ấn tượng với khả năng bắn hai viên đạn vào cùng một lỗ với độ chính xác không thể tuyệt vời hơn. Điều này có được là nhờ cơ chế bắn rất dị của súng. Cụ thể, khi xạ thủ bóp cò, một viên đạn sẽ được bắn ra và nòng súng thụt lùi về phía sau. Khi nòng súng thụt lùi hết cỡ, viên đạn thứ hai sẽ được bắn ra. Chế độ bắn hai viên một phát cũng là nguồn gốc cho sức mạnh kinh hoàng của AN-94 khi mà mẫu súng này có thể bắn lên tới 1.800 viên mỗi phút, nhanh chưa từng có đối với một mẫu súng trường tấn công. Ngoài ra, súng cũng có tầm bắn hiệu quả là 700m. Cùng sở tốc độ nòng vượt trội so với Galinei tới 900m/giây. Không những thế, súng có sở hữu chế độ nạp đạn tự động đặc biệt kết hợp giữa áp lực khí nén và chích khí, hay còn được gọi là chích khí kết hợp lùi dài, có chia súng giữ chậm thế hệ mới, được gọi với thuật ngữ lùi chia súng, cho phép phân bổ độ giật của súng, giúp xạ thủ tối ưu độ trụm của đạn. Ngoài ra, thân súng có các mấu để gắn kính ngắm quang học hay điện tử khi cần thiết. AN-94 có thể trang bị tích hợp súng phóng lựu kẹp nòng hoặc GP25 hay GP30 với lưỡi lê cùng lúc. Thế nhưng, qua những lần tập dượt thực tế, người Liên Xô đã nhận thấy thiết kế của AN-94 cũng quá đỗi phức tạp, quá khó để sản xuất hàng loạt. Đã thế, AN-94 cũng không thực sự tin cậy trong các môi trường khắc nghiệt, bụi bẩn cao, súng đòi hỏi phải được bảo trì thường xuyên để duy trì độ chính xác. Điều đó tất nhiên là đã đi ngược hoàn toàn với phong cách thiết kế rẻ, bền, hiệu quả trước kia của Liên Xô. Nên cuối cùng dòng súng này cũng chỉ được Liên Xô và sau này là Nga trang bị cho đơn vị đặc biệt của quân đội, cảnh sát đặc nhiệm của Bộ Nội vụ. Nhưng dù sao, ngay cả khi có lại những dòng súng thất bại trên thị trường, những hậu duệ của huyền thoại AK vẫn thể hiện tiềm năng chiến đấu hết sức to lớn, không thua kém bất kỳ dòng súng nào khác trên thế giới. Liệu trong tương lai, có một lúc nào đó, người Nga sẽ giải quyết được các mâu thuẫn giữa tính năng đa dạng trên súng và tiêu chí rẻ, bền, hiệu quả vốn đã làm nên thương hiệu của vũ khí Nga trên trường quốc tế? Hay trong 5 mẫu súng chúng tôi vừa kể trên, bạn sẽ chọn mẫu nào nếu có cơ hội? Hãy để lại cái tên may mắn đó ngay dưới phần comment. Còn bây giờ về cường thêm mặt đấy, kíp. Xin chào và hẹn gặp lại.